Nay đi giao lưu vườn cà phê. Anh Mi Tho bạn. Cà phê. Cô ông bạn Trần Quý. Quý Trần. Ở đây chuyên mua bán về cây này nha. Quá trời cây. Chuyên mua bán về cây này nha. Ngay đối diện quán trường Mi Tho các bạn. Anh em có dịp ghé ủng hộ anh Quý. Quý Trần. Bán này quá trời cây luôn nè, đẹp lắm. Cây đẹp không? Trời nó hơi tối, trời lên xa mà đẹp ghê. Để mình. Nói chung cây đẹp thì giá nó phải cao rồi nha các bạn, chứ không ấy được. Giá nó cũng phải nhỉnh chút chứ. Đa phần là gò công với đinh sam. Đây có cây mai này đẹp ghê nè, cây mai cây này cây kim giòn hay gì nè. Không, trung nu. Trung nu đẹp ghê. Trung nu hết thôi. Đây đẹp ghê. Có cây kim quýt này đẹp lắm nè. Kim quýt này ấn tượng ghê. Có cây kim quýt khủng luôn đó bạn. Mà nó bị lũa, hồi xưa nó bị táp cho này uống ghê. Nuôi cái bắp nè. Cái bắp này khoảng 15 á. Kim quýt mà nuôi cái bắp thì ghê không mà. Cái già thì cũng biết không. Kim quýt này VIP. Nuôi cái bắp thì nó làm cái bài mà nuôi cái bắp thì ghê không. Kim quýt mà nuôi vậy, chim khỉ thì nuôi thì bình thường nha bạn. Còn kim quýt nuôi không nổi đâu. Quýt nuôi vàng xương nè, thấy khủng rồi. Quá trời cây luôn. Này kêu trang vàng. Có kìm quýt ấn tượng kìm quýt này nè. Kìm quýt tràng này là giờ hiếm vô cùng luôn. Ngay đối diện quán trường Mỹ Tho.